Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chẳng cần xuất hiện cùng nhau, Tiêu Chiến Phương Nhất Bác vẫn khiến fan ăn no cẩu lương vì hành động này. Tiêu Chiến Phương Nhất Bác sau ân ái khiến fan sốt sình sịch ngay trong ngày diễn ra đêm hội Weibo 2022. Tối ngày 29 tháng 11 vừa qua, đêm hội Weibo 2022 đã chính thức được diễn ra với sự đổ bộ của dàn minh tinh nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư. Thời điểm ban tổ chức xác nhận dàn khách mời tham gia đêm hội, sự vắng mặt của Vương Nhất Bác đã khiến rất nhiều người hâm mộ hụt hẫng, đặc biệt là fan couple Bác Quân Nhất Tiêu, bởi không thể được nhìn thấy cảnh hai người sóng vai nhau đi trên thảm đỏ. Có lẽ vì được nỗi buồn đó của fan mà dù một người ở nhà, một người mãi chạy sự kiện, nhưng vẫn không quên phát phúc lợi bù đắp cho người hâm mộ. Dù chiếc hình này phải tin mắt mới nhận ra, sao vẫn đủ để fan couple vui vẻ cả ngày dài. Cụ thể chẳng biết là vô tình trùng hợp hay cố ý, đúng vào thời điểm đó, Tiêu Chiến lên sân khấu nhận giải thưởng của đêm hội Weibo, Phương Nhất Bác đã bất ngờ cập nhật video đu trend trên Douyin. Thời gian không chệch một giây, khiến fan không tránh khỏi những suy nghĩ sâu xa. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người còn phát hiện ra bộ trang phục mà Tiêu Chiến mặc trong lúc đó lên nhận giải, cũng có liên quan không nhỏ đối với Vương Nhất Bác, niềm vui theo đó là được nhân đôi. Có thể đối với những fan only hay người qua đường, những chiếc hình trên gần như chẳng nói lên được điều gì, nhưng trong mắt fan couple, ngày ngày hóng thuyền cập bến thì dẫu chỉ là một chi tiết, suy đoán nhỏ cũng đủ để họ thỏa mãn vui mừng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng có cơ hội hợp tác trong siêu phẩm đam mỹ Trần Tình Lệnh. Couple Bác Quân Nhất Tiêu cũng ra đời từ đó. Cho tới nay dù đã qua một thời gian khá dài, nhưng đây vẫn là cặp đôi có lượng fan hùng hậu đông đảo nhất showbiz. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.